Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mercedes-Benz E300 AMG nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Mercedes-Benz E-Class này để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Mercedes-Benz E-Class này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường. Thì dòng Mercedes-Benz sẽ có 3 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm phiên bản E180 này, E200 Exclusive này và phiên bản E300 AMG. Với cái mức tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm cuối tháng 5 này thì sau đây, với cái mức tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm cuối tháng 5 thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em chi tiết tất cả các phiên bản anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản là Mercedes-Benz E300 AMG. Bản này hiện tại đang có mức giá là 3.209.000.000. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 400 triệu anh em nhé. Mức ưu đãi lên đến trên 400 triệu. Và gói quà tặng theo xe bao gồm 100 triệu nữa anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội anh em cần chuẩn bị cho em là 3.169.000.000. Trả góp thì đang là 821 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 3.105.000.000, trả góp thì đang là 757 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 3.087.000.000, trả góp thì đang là 739 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự anh em nhé, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói đó anh em nhé. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình, thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó. Hiện tại bên em đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay cho anh em ở cái thời điểm cuối tháng 5 này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ hai, đó là cái phiên bản E300 Exclusive. Bản này hiện tại đang có mức giá limit là 2.540.000.000. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến gần 400 triệu anh em nhé, gần 400 triệu. Và tặng anh em gói phụ kiện lên đến 100 triệu nữa anh em ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 2.481.000.000, trả góp thì đang là 650 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 2.430.000.000, trả góp thì đang là 599 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 2.412.000.000, trả góp thì đang là 581 triệu. Đây là cái mức ưu đãi em đang chia sẻ ở cái thời điểm 5 ngày cuối tháng 5. Nếu anh em nào mà cảm thấy hợp lý cũng như là vừa ý với anh em với cái mức tài chính như vậy thì anh em có thể là gọi điện để em gửi cái chính sách giá bán nó sẽ cụ thể nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, Mercedes-Benz E180. Bản này hiện tại đang có mức giá niêm yết là 2.099.000.000. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 250 triệu, anh em nhé, trên 250 triệu. Với mức ưu đãi tặng thêm anh em gói phụ kiện lên tới 100 triệu nữa, anh em ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em là 2.102.000.000, trả góp thì đang là 555 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 2.058.000.000, trả góp thì đang là 511 triệu.
Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 2 tỷ 040 triệu. Trả góp thì đang là 493 triệu. Tổng lăn bánh trên anh em có nhu cầu và quan tâm, cảm thấy vừa ý, cần biết thêm chi tiết về quà tặng, phụ kiện, về giải tiền mặt bao nhiêu thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi cái bảng tính lăn bánh nó sẽ chi tiết nhất và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, về tính tổng lăn bánh, rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe E-Class ở cái thời điểm 5 ngày cuối tháng 5 này rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em là kênh chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.